từ những ngày 20 đến 21 tháng Chạp, các khu phố người Hoa ở quận 5, quận 6, quận 11 thành phố Hồ Chí Minh rộn rịch chuẩn bị các mặt hàng món ăn truyền thống để bày bán dịp Tết. Trên đường Phùng Hưng, Nguyễn Trãi, góc ngã tư chợ Phùng Hưng nhiều năm nay nổi tiếng với các hàng quán của người Hoa đầy màu sắc và lạ mắt. Trong đó phải kể đến món bánh mà không phải ai cũng biết, đó là bánh lựu cầu duyên, chỉ làm vào dịp Tết cổ truyền. Trên đoạn đường Phùng Hưng đổ về ngã tư chợ, chỉ có khoảng 3 đến 4 hàng bán món bánh này, thâm niên đều trên 30 năm. Hầu hết các quầy bán bánh đều là con cháu, họ hàng trong một gia đình. Mọi người giao tiếp với nhau bằng tiếng Hoa và trò chuyện với khách Sài Gòn bằng tiếng Việt. Ông Thành Long, quận 5, là người Hoa, nhà có 5 thành viên. Gia đình ông là một trong những nhà đã dựng rạp, bàn ghế và chuẩn bị nặng bánh trái lựu sớm nhất khu phố. Ngày thường, ông Long mở một quán phở đến mưu sinh. Nhưng cứ đến 20 tháng Chạp âm lịch hàng năm, cả gia đình lại cùng chung tay nhào bột, nặng bánh để duy trì nét văn hóa truyền thống. Bánh trái lựu là loại to tròn, cứ hình bầu dục, phía trên có bông hoa đỏ chúm chím như trái lựu. Bánh được làm từ các loại bột gạo, nhiều nơi pha thêm bột mì cùng với mạch nha, phía ngoài phủ mè. Nhân bánh được làm từ các loại đậu phộng rang đã tách đôi, hạt sen, thêm cốm làm từ nếp và mạch nha. Nhân đặt trong miếng bột mỏng, to gần bằng bàn tay. Người làm phải nắng sau cho bánh thành hình bầu dục, tròn đều. Người cao tuổi tại khu vực chợ cho hay, bánh trái lựu thường được cúng ông Táo hoặc đêm giao thừa. Nhiều người cũng mua bánh để trưng trong nhà cho đến hết Tết. Theo quan niệm xưa, bánh sẽ mang điều tốt đẹp cho cả gia đình, đặc biệt là tình duyên. À, duyên nợ rồi duyên tài đồ đùm lum hết á, miễn là duyên là nó đó. Cái này cái bánh y như trái nụ vậy đó, mình làm theo kiểu như trái nụ vậy đó. Cái đó là cái bông của trái nụ, bột với cơm với mật nha, đường, đậu phộng, mình nhồi bột mình làm thôi, nhồi bột mì á mình làm lên cái mình bọc lại mình cắt bông. Một ngày làm ba chảo chắc cũng bốn chục cái, một chảo ba chảo cũng 120 á. Cái này trong Tết mới có người làm, còn gia Tết không ai làm. Này cúng giao thừa tổ tiên rồi đó. Người làm bánh trái lựu thường làm bằng tay không dùng bao tay. Để lý giải cho điều này, ông Thành Long chia sẻ. Không thể nào làm được, mình chỉ có rửa sạch tay được. Trước khi mình làm mình vệ sinh cái tay cho sạch sẽ. Dùng bao là bột nó sẽ dính tay mà, vô dính vô mấy bao tay làm sao làm được. Mình phải vệ sinh cái tay sạch sẽ mình làm thôi. À, bột màu. Bột ăn được chứ, cái này là người ta thường nấu bột kho này kia nọ đó, bột màu á. Để cho nó chắc một chút, chắc cái mè vô. Chú Long tâm sự, làm bánh cực lắm, lời lãi cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng mình không bỏ được, vì Tết phải vậy mới vui. Cả nhà cùng xuống tay, quây quần làm bánh mới có không khí Tết. Tuổi trẻ cứ than, Tết ngày càng nhạt, càng phai mờ, nhưng có biết đâu, phải bắt tay vào làm những thứ nhỏ nhất, những miếng bánh trái lựu giản dị, mộc mạc thì Tết mới về. Xem một gia đình người Hoa làm bánh trái lựu mới thấy mức độ phối hợp nhuần nhuyễn, thuần thục của các thành viên. Mỗi người một việc, không ai chèn ai. Mỗi người là một mắt xích của cả quá trình làm ra chiếc bánh. Một máy bánh như vậy được chiên trên dầu sôi khoảng 20 phút, sau đó lật lên cho chín đều, rồi vớt ra để nguội. Bánh chín có màu vàng ươm, bông hoa đỏ thắm nhìn rất thu hút và bắt mắt. Làm đến đâu, bánh bán hết đến đó. Bánh lựu có vị ngọt, hơi béo, đậu phộng, cốm và mạch nha được giữ ở bên trong nên rất thơm. Đối với người Hoa, bánh trái lựu bình dân thường bán ở lề phố nhưng lại không thể thiếu trong mâm cúng năm mới. Ngày thường, bánh còn được nhiều người tự làm để cúng nhằm sinh con. Mỗi ký bánh có giá từ 200.000 đồng. Bánh có nhiều kích cỡ khác nhau cho khách hàng lựa chọn.
Với những người sống ở chợ lớn, thấy bánh trái lựu trên đường phố cũng là một dấu hiệu cho thấy Tết đã về.